Xin giới thiệu một bệnh án rối loạn tiền đình rất nặng. Đây là những người ít tuổi. Hôm nay anh em bao nhiêu tuổi nhỉ? 45. Anh nghe cho mọi người biết thì anh tên là gì nhỉ? Đinh Văn Thời. Anh ở đâu? Văn Khê. Mê Linh. Anh cho mọi người biết là mấy hôm trước anh bị như thế nào? Mấy hôm trước thì tôi đi thì nó kiểu cứ quay cuồng đi, con là phải đi được. Đi xuống đây thì đều phải taxi đi. Thì nhà xuống đây 2 hôm thì được cái là chăm thêm nữa rồi, thì có là hôm sau tôi một mình đi xe máy được, có là hôm nay là hôm thứ tư rồi là đi xe máy được. À, trong trường hợp bệnh nhân như thế này ấy, thì 95% là do hẹp đốt xúc cổ, có cái động mạch dưới nền và hai cái động mạch cãi ở đây. Khi điều trị thông thường thì bệnh nhân làm việc vất vả, thì ví dụ như là gánh vác này, cúi nhiều quá. Bệnh nhân này thì làm thợ xây. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm về chữa cái bệnh này. Nó không có gì là nó ghê gớm lắm, không cần phải tiêm cerebrolysin, không cần tiêm thuốc não, không phải đi tiêm gì. Các châm huyệt đầu tiên thì bách hội rồi. Chúng ta làm thành công thì bệnh nhân không bị tốn kém, chỉ một cái phần nhập viện rất là tốn kém, chụp chiếu đấy, hợp cốc. Bây giờ anh nằm úp xuống đi, hai hợp cốc là châm sau, bách hội là châm đầu tiên để cho khí nó thăng, để máu để não tốt. Đây có hai huyệt này là hai huyệt đặc trị. Chúng ta châm giáp tích của đốt sống cổ C5-6-7. Cái này thì thường là ít phổ biến vì châm khó. Chúng ta châm kim 10. Nếu mà không châm tốt được thì mới thì châm kim 6, kim 4 cũng được. Không cần phải châm nhiều đâu, tôi không khuyến khích ai châm nhiều kim quá làm gì. Có nhiều thầy thì châm cứ như nhím, bệnh nhân người ta sợ hãi. Châm hai cái huyệt mà chuẩn thì nó giá trị đấy. Đấy là châm giáp tích. Còn phong trì có nên châm hay không thì nên châm phong trì trong trường hợp này, để cho nó trừ phong. Thay đổi thời tiết nó cũng không bị đau đầu nhiều. Bách hội châm rồi thì châm phong phủ để đi cùng bách hội. Điều hòa não nhiều, thần kinh trên đầu nhiều, châm xuất cốc. Trên vành tai khi gấp lại 1,5 thốn. Châm hai hợp cốc. Có thể châm thêm hai huyền trung nữa cho tốt cho đốt sống cổ. Huyền trung là huyệt hội của tủy, mà đặc biệt là nó rất là ưu điểm trên phần cổ gáy. Có nhiều người hỏi tại sao tôi lại châm ở đằng sau, sao không châm ở đằng trước. Cái này do kinh nghiệm thôi. Tôi chỉ học của các bậc tiền bối và chỉ cho tôi như vậy, tôi châm như thế. Còn khi người ta châm đằng sau lại đằng trước vẫn như nhau hết, không có gì đặc biệt. Nhưng mà tôi đã giới thiệu xong bệnh án, bệnh nhân bị rối loạn tiền đình cấp tính, mãn tính nhưng vẫn châm như thế này. Nếu ai khéo léo hơn thì có thể châm thêm giáp tích từ C4. Đây tôi châm từ C5 thì xuống đến C7. Chắc chắn là khỏi. Anh ra ngoài đi, em để tác động cho anh. Cầm điện thoại nhiều cũng làm bệnh nhân làm cái đau quá. Nghe cháu đi, bỏ điện thoại bớt đi.